Một buổi sáng khi thức giấc anh nhìn quanh căn phòng, chỉ có mỗi anh mà thôi. Rồi bóng đầu có tiếng phone reo lên từng hồi, bàng hoàng trước chiếc phone của anh. À thì chắc là chiếc phone em đánh rơi thôi mà. Thì thôi anh nghe máy từ xe. Alo, bà xã đi tới đâu rồi? Alo, anh lại sao gọi vô đây tìm bà xã? Tôi tìm Lan, bạn gái của tôi. Sao? Anh nói Lan là bạn gái của anh à? Ừ, đúng rồi. Còn anh là ai? Sao lại giữ máy bà xã tôi? Alo, anh trả lời đi. Alo, alo. Vậy là sao, vậy là sao, vậy là sao? Một máy dành cho anh, một máy cho người ta. Để rồi em yêu hai người sau. Vì quá yêu em nên anh nào nghĩ đến sau lưng em đã xót thương anh. Một mây thì nhắn tin, một mây thì nghe phone. Để rồi không ai phát hiện ra. Thế gian nhiều đổi thay, tình yêu là thế sao? Hai sim hai máy yêu hai người. Giờ em đã cất bước đi thì anh cũng cầu chúc cho em được bình yên. Cho em được bình yên. Thà là như thế hơn là bên cạnh anh. Để rồi em mãi dối lừa. Tình yêu có những lúc khiến ta thật hạnh phúc, dù bỗng nhiên lại khiến ta khổ đau. Khiến ta khổ đau. Khi mà anh đi em không còn yêu nữa. Tim đau chân anh không đứng. Một mây dành cho anh, một mây cho người ta. Để rồi em yêu hai người sau. Vì quá yêu em nên anh nào nghĩ đến sau lưng em đã dối lừa anh. Một mây thì nhắn tin, còn một mây thì nghe phone. Để rồi không ai phát hiện ra. Thế gian nhiều đổi thay, tình yêu là thế sao? Hai sim hai máy yêu hai người. Một mây dành cho anh, một mây cho người ta. Để rồi em yêu hai người sau. Vì quá yêu em nên anh nào nghĩ đến sau lưng em đã dối lừa. Một mây thì nhắn tin, một mây thì nghe phone. Để rồi không ai phát hiện ra. Thế gian nhiều đổi thay, tình yêu là thế sao? Hai sim hai máy yêu hai người. Thế gian nhiều đổi thay, tình yêu là thế sao?